Chào các bạn, video này cô sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ shape trong Word để vẽ hình như là bài số 15 sơ đồ khối giải phương trình bậc 2 và bài 16. Bài 16 sơ đồ tổ chức trông thì khủng thế này thôi nhưng làm rất đơn giản. Nào mời cả lớp theo cô. Mở một văn bản mới. Mở mặt văn bản mới chưa ạ? Rồi. Khi mà muốn zoom to màn hình thì mình sẽ gì ạ? Ẩn thanh ribbon đi. Còn muốn gì ạ? Soạn thảo hay trình bày hay sử dụng lệnh thì mình phải lấy cái kép chuột. Đó. Để mở văn bản ra. Zoom nhỏ vừa phải. Giữ phím Ctrl 5 chuột lên là gì ạ? Phóng to màn hình. Còn 5 chuột xuống là giảm. Giảm lúc nào vừa thì tầm nhìn thì thôi. Nào. Gõ cho cô dòng chữ đầu tiên là sơ đồ khối giải phương trình bậc 2. Enter xuống dòng. Nguyên tắc soạn thảo văn bản phải enter ít nhất một vài dòng. Ok, bắt đầu vẽ. Insert chọn shape. Bắt đầu là hình oval. Insert chọn shape, chọn kiểu hình muốn vẽ. Giữ và di chuột trái trên màn hình Word. Thả chuột, lập tức sẽ xuất hiện gì ạ? Drawing tool. Và chọn more. Kích vào đây, chọn biểu tượng này. Gõ. Bắt đầu. Bỏ các block. Tiếp theo, bạn sẽ vẽ mũi tên cho cô. Insert, chọn Shape, chọn biểu tượng mũi tên. Giữ Shift. Khi vẽ đường thẳng thì sẽ thẳng hơn. Sẽ thẳng và gì ạ? Tiếp theo, giữ Shift khi vẽ hình vuông sẽ được vẽ hình chữ nhật sẽ được hình vuông. Giữ Shift khi vẽ hình chữ nhật sẽ được hình vuông. Ok. Sau đó gì ạ? Mình cũng kích vào đây. Xuất hiện drawing tool mới và gì ạ? Chọn More, chọn độ đậm. Giả sử thì thế này là vừa. Tiếp theo là gì ạ? Mình sẽ check lại xem nút định vị này đã nằm thẳng mũi tên chưa. Làm việc gì cũng thế, phải thật ngăn nắp gọn gàng và làm phải thật chính xác. Rồi, đang bị lùi lên do cô giữ shift trong lúc bấm mũi tên, nó sẽ tăng kích thước, đúng không? Đó. Vẽ cho rộng, mũi tên thật dài và hình cũng to. To là to đều, nhỏ là nhỏ đều. To đều, tí nữa mình sẽ gì ạ? Co nhỏ toàn bộ nhóm. Ở đây có hướng dẫn bạn vẽ to đều. Bấm vào gì ạ? Biểu tượng hình chữ nhật. Để mình gì ạ? Giữ và di chuột trái trên màn hình. Vẽ được một hình chữ nhật. Thả chuột. Và gì ạ? Di chuyển luôn. Khi đang chọn di chuyển luôn. Nút định vị bằng cắm thẳng mũi tên. Và chạm đúng mũi tên. Xong rồi. Kích chuột ra ngoài. Check lại lần cuối. Có thể tụt xuống một nấc nữa. Và gì ạ? Cũng chọn vào đây. Và chọn bấm chọn đây. Biểu tượng này để bỏ nền. Gõ. Nhập. Phẩy B phẩy C phẩy cách và A phẩy cách B phẩy cách C. Xong rồi, tiếp theo. Giả sử hỏi A bằng 0 có đúng hay không là một hình thoi. Sau hình trước hình thoi có mũi tên, nhận xét rằng mũi tên này giống hệt mũi tên. Mũi tên cần vẽ giống hệt mũi tên đã từng vẽ ở đây rồi. Thì mình sẽ gì ạ? Copy hình sử dụng kỹ năng như sau. Copy bất kỳ một hình gì. Kích giữ và gì ạ? Giữ phím Ctrl di chuột tại viền của hình. Tóm lại là mình chọn nó, sau đó mình sẽ giữ Ctrl và di chuột. Di chuột ở đây là di chuột trái, không nhắc gì đến chuột phải cả. Để đạt được vị trí chính xác, thả chuột trước, thả phím Ctrl sau. Ok, đã xong. Tiếp tục sang hình thoi. Insert chọn Shape, chọn hình thoi. Ở đây có hình thoi. Kích chuột tại đây. Vẽ trên Word một hình thoi. Sau đó điều chỉnh kích thước cho nó gì ạ? Bằng hình chữ nhật. Có thể co nhỏ hình lại. Di chuyển hình lên. Bám sát mũi tên. Tiếp tục ở đây, kích chọn nút More. Bấm vào biểu tượng này. Gõ ở đây là A bằng 0. Có đúng hay không? Ở đây mình đang gõ chữ A thường thì ở đây cũng phải gõ A thường. A cách bằng cách 0. Đây đang trình bày văn bản mà đúng không? Co nhỏ lại vừa phải thôi. Không to quá đúng không? Mũi tên chưa cắm thẳng vào hình.
sau. Tiếp tục hỏi A bằng 0 nếu đúng. Mũi tên giữ con chôn di chuột tại viền của hình để gì ạ? Sao chép hình? Thả chuột trước, thả phím con chôn sau. Tiếp tục sang bên này là gì ạ? Có mũi tên sang ngang, insert chọn shape, chọn mũi tên giữ shift và di chuột, chọn mũi tên giữ shift di chuột được đường thẳng, giữ control nhấn mũi tên để đường thẳng này lên bám sát góc của hình thôi. Chọn màu đen cho hình này vẫn chưa thấy chính xác, giữ control bấm phím mũi tên để di chuyển chậm các hình đúng chính xác vị trí mình muốn. Tiếp theo A bằng 0 có đúng hay không, thêm chữ đúng và chữ sai cũng là hình chữ nhật. Ở đây cô đang bị chọn, đang chọn ở đây giữ control luôn, kích chuột ở đây để hết chọn nhá. Mình sẽ điều chỉnh lại, giữ control bấm mũi tên xuống. Đó. Tiếp tục copy hình chữ nhật, kích chuột tại hình chữ nhật, giữ và di chuột tại viền. Thả. Ở đây mình sẽ gõ vào đây chữ D. Đúng. Tiếp tục co nhỏ lại vừa chữ D. Tương tự như vậy, copy thêm một hình như thế này nữa. Đúng không ạ? Giữ control, copy chữ D, hai chữ D. Thả. Được hai chữ D. Hai chữ D sau đó mình sẽ sửa chữ D thành chữ S. Xong. Di chuyển nó lại đúng vị trí nó muốn. A bằng 0 đúng. Đặt tại đây. Tiếp tục. Chữ S đặt vào đây. Xong. Bạn có nhận xét rằng là gì ạ? Đây có đường kẻ, mình không cần, mình xóa đường kẻ. Và hình này vẫn đè lên mũi tên, mình sẽ chọn no line, no fill là xong. Tuy nhiên, việc làm này thường làm cuối cùng, phải làm cuối cùng. Khi vẽ hình theo nguyên tắc, bạn phải gì ạ? Phải nhóm được hình. Hình của mình ở đây, bạn phải nhóm nó thành một nhóm. Giả sử cô chỉ vẽ đến đây thôi, tất cả mũi tên bạn có thể nối lại với nhau, bạn có thể tự làm được. Đó. Home muốn select toàn bộ các hình này có hai cách. Cách thứ nhất, giữ phím Ctrl, chọn tất cả các hình, kể cả mũi tên nhỏ, kể cả mũi tên. Đó. Chọn như vậy khá là lâu và gì ạ? Có thể chọn, bạn chọn bị sót. Vì vậy, có một cách nữa để chọn. Đấy là Home, click vào menu Home, chọn Select và chọn Select Object. Dùng chuột để quét phần văn bản, cần chọn, thả chuột. Bạn có thể quét rộng ra cũng được, nó chỉ Select Object thôi. Chứ không Select Text. Được chưa ạ? Rồi. Ở đây mình thấy nhận xét rằng là mũi tên này, mũi tên cuối cùng, hai mũi tên cuối cùng chưa được chọn. Quét hơi, khối hơi nhỏ. Quét to vào. Đó, thả chuột. Vẫn cảm thấy chưa, mũi tên chưa chọn. Giữ phím control, kích chuột, chọn. Giữ control, kích. Đấy. Phải nhìn thấy tất cả các cái hình ở đây. Mũi tên cũng gọi là hình mà. Được chọn hết. Ok, đúng không ạ? Chọn xong rồi có hai cách để nhóm hình. Cách thứ nhất, nháy chuột phải tại khối. Tuy nhiên, cô khuyên bạn làm cách này. Bạn nháy chuột phải nhưng không cẩn thận, bạn lại bấm chuột trái, nó sẽ gì ạ? Mất sự lựa chọn này và mất công làm lại. Vì vậy, sẽ làm cách sau. Khi chọn toàn bộ hình ở đây rồi, muốn group, chọn vào format, chọn group. Và chọn group để nhóm hình thành một nhóm. Ở đây là một khối. Đó, tất cả đấy, thấy chưa? Lúc nãy vẫn bị sót hai hình chưa group. Bây giờ mình có thể sửa lại. Là bằng cách là gì ạ? Khi mình thấy hai mũi tên này mình chưa nhóm thì mình sẽ giữ control chọn. Ở đây vẫn hơi xấu đúng không? Là các loại hình này mình cần phải sửa mũi tên chưa bám sát đúng không ạ? Thế thì gì? Có nhận xét gì? Mình sẽ gì? Kích chuột tại đây, di chuyển lên mũi tên lên này. Đó, group đó, nó sẽ sát vào mũi tên. Và mình di chuyển như vậy, mình thấy những hình nào chưa làm thì mình sẽ giữ control chọn tiếp. Đó. Và group thêm một lần nữa. Khi muốn bỏ khối, chọn khối và chọn group, ungroup. Khi muốn sửa hay muốn làm gì có thể không tác động vào được, phải gì ạ? Ungroup để xóa bỏ group. Tuy nhiên, nguyên tắc phải group. Đi thi, bạn không làm điều này, không thực hiện điều này, bạn sẽ bị trừ 0,5 điểm. Ở đây, xong hình rồi, giả sử như vậy, sẽ bỏ, nên bỏ viền cái đúng sai này. Có thể giữ phím control, chọn hai hình. Tuy nhiên, cô đang nhầm là chọn cả nhóm kia. Kích chuột tại hình, không được, không cho, đúng không ạ? Phải chọn cả nhóm. Vì vậy, sẽ kích chuột vào một hình bất kỳ ở trong nhóm là được. Đó. Giữ con không giữ con cho được. Chọn gì ạ? Save fill. Kích vào hình lập tức drawing tool hiện lên. Chọn save fill, no fill. Tiếp tục kích chọn save outline, no line. Tương tự như vậy. Chữ đúng này cũng vậy, kích chuột tại viền của nó, save fill.
Format, save view, no view, save outline, no line. Đã xong hình. Khi đi thi, người ta sẽ thử kích vào đây và người ta di chuyển như thế này. Tất cả các hình của bạn đều di chuyển đi thành một khối. Nếu không làm được như thế này, bạn sẽ bị trừ 0,5 điểm. Đó. Tiếp theo là gì ạ? Bạn sẽ Ctrl Enter sang trang khác. Khi cô giải công trình bậc 2 xong Enter mấy lần thì cô sẽ làm được điều đó. Ctrl sang khác, mình sẽ làm bài 16. Ngắm qua bài tập 16. Đó, bạn mở sách bài tập. Ở đây cô sẽ zoom nhỏ lình lại cho bạn nhìn. Hơi nhỏ đúng không nhỉ? Thôi như thế này cũng được. Tăng lên một xíu nữa. Ok. Ở đây có nhận xét gì? Trên này là tên của hình. Tiếp theo ở đây có hai hình hai bên. Và chia ra hai nhánh như thế này. Và ở dưới này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bên này cũng 7, bên này cũng 7. Vì vậy mình chỉ cần vẽ một nhóm bên này, sau đó copy cả group. Và cô sẽ hướng dẫn bạn làm một cách nhanh nhất, rất dễ luôn. Nào, mời các bạn gõ cho cô dòng gì ạ? Sơ đồ tổ chức đúng không? Hay là gì đó đúng không? Copy luôn thì cho nhanh. Cô có nên cô sẽ copy đúng không? Sơ đồ tổ chức, Ctrl C. Cô copy xong thì bạn cũng oánh xong rồi đúng không? Phải oánh thật nhanh mới được. Mới có tiền được. Đó. Làm cái gì thế phải làm thật hoàn hảo đúng không? Word không phải đơn giản đâu, cả Excel nữa có thể làm rất nhiều điều. Nào, sơ đồ tổ chức, insert chọn shape. Hai hình này có vẻ vẽ bằng nhau cho mấy cân. Nhớ là vẽ hình ở trong lề, đừng để ra ngoài lề. Rồi, vẽ một hình rồi, tiếp theo là gì ạ? Bỏ nền luôn. Bỏ nền, oánh chữ vào đây, chữ gì cũng được, tí nữa mình sẽ thay sau hoặc bạn gõ hai dòng đầu tiên đi. Giữ phím Ctrl, kéo thả. Chọn sang được một hình tiếp theo. Bạn cứ vẽ to cũng được, kể cả ra ngoài lề cũng được. Tí nữa mình sẽ chỉnh sau. Đó, mình sẽ co nhỏ toàn bộ nhóm. Hôm nay biết vì sao cô dịch cả hai hình không? Khi mình đang giữ Ctrl chọn đấy. Cẩn thận, không bằng nhau. Vẽ đường thẳng. Nối hai hình. Insert chọn Shape. Giữ phím Shift. Dịch chuyển hình này sang bên trái, đúng không? Lùi lên. Đấy, khi vẽ như thế này thì mình sẽ check được đã thẳng hay chưa. Cái này cần phải lùi lên. Đó. À, đường thẳng này đâm sát vào nút định vị này. Châm sát vào đây. Phóng gắn thẳng sang. Chọn vào đây. Đó, xong. Tiếp tục xong hai hình đấy rồi, mình sẽ gì ạ? Vẽ thêm hình nữa. Đấy là hình mũi tên xuống dưới. Để đến đây. Di chuyển sang cho ở chính giữa. Đó, và gì ạ? Chọn lại độ đậm. Rồi lại sang hình bên kia, đúng không? Hình mẫu ở đây mũi tên. Đó, thì mình sẽ đổi từ hình vẽ sang mũi tên, không sao, hình đường thẳng sang mũi tên, chọn kiểu hình. Format chọn gì ạ? Shape outline, chọn gì ạ? Arrow là mũi tên. Xong. Tiếp tục ở đây sẽ gì ạ? Vẽ thành 3 nhóm. Mình sẽ copy một hình chữ nhật, mình không mất công vẽ nữa. Copy hình chữ nhật xuống. Và ở đây mình phải co nhỏ lại. Check vào bài tập. Check bài tập. Bằng nhau. Không nhỏ hơn. Bằng nhau luôn. Đó. Bằng nhau luôn. Vì vậy ở đây thì là như thế nào? Có 3 khối tất cả mà bằng nhau thì cũng hơi khó nhỉ? Thử check lại xem bằng nhau. Đó, bằng nhau, khoảng cách giữa là khá dài đấy. Bạn tự check sách bài tập nha. Vì vậy mình sẽ gì ạ? Co nhỏ lại bớt. Cho nên là bạn phải đoán trước từ đầu. Bỏ hình này đi. Co nhỏ, kéo thẳng mũi tên dài ra. Kéo thẳng mũi tên dài ra. Ổn đấy. Kéo thẳng mũi tên nào. Kéo thẳng mũi tên nào, đi ra. Được chưa? Hình này bỏ luôn, không cần thiết. Vì vậy gì ạ? Mình sẽ gì? Bạn hãy check từ đầu và giữ Ctrl kéo để quét một lúc nữa là xong thôi. Đó, để thẳng nha, cho thẳng nha. Bằng cách là gì ạ? Di chuyển nó đúng góc định vị, đúng thẳng mũi tên. Cô đang chọn cả hai hình, vì vậy là chỉ sẽ đi theo nhau. Chú ý khi chọn, chọn đúng một hình này. Hình này cũng vậy, di chuyển xuống. Đó. Và tiếp theo là gì ạ? Cũng copy hình bên cạnh. Ở đây chưa thẳng giữa, chưa chính giữa. Đó, xong rồi.
Tiếp theo copy ở đây mình sẽ nhân lên dần dần. Thứ nhất là để sang đây. Để ở đây cho nó thẳng đúng không? Thứ nhất là như vậy. Thả ở đây đã, vẽ một mũi tên, giả sử lấy mũi tên này cũng được, giữ control kéo sang đây. Mũi tên châm thẳng vào chính giữa hình chưa? Rồi co nhỏ lại, giữ shift nhấn mũi tên. Thả chuột. Mũi tên này hai đầu, có phải không? Hai đầu thì đổi thành hai đầu. Shape outline arrow, chọn mũi tên hai đầu. Giả sử như vậy. Tiếp theo ở bên này cũng giống ở đây, cũng có hai hình và có mũi tên. Giữ control chọn hình thứ nhất, control chọn hình thứ hai. Chọn được hai hình rồi, mình sẽ copy cái nhóm này, giữ control và di chuột, thả sang đây. Xong. Đó. Tiếp theo một gì ạ? Có thể đến đây thôi. Đó. Cô sẽ hướng dẫn bạn cách khác. Ở đây mình sẽ gì ạ? Nhân đôi lên. Có thêm mũi tên nữa, mình sẽ nhân lên nhiều lần. Giữ control di chuột đến đây, thả. Xong. Tiếp theo mình sẽ có ba hình, đấy là hai mũi tên và một hình này. Giữ control chọn các biểu tượng rời rạc. Và gì ạ? Có thể bạn không làm được như cô, bạn sẽ lần lượt làm từ từ. Format group. Sau đó chọn rồi group. Sau đó mình sẽ copy cái group này thì đơn giản, mình sẽ kích chuột tại viền của group này. Giữ và di chuột trái. Thả mất control rồi đúng không? Giữ và di chuột trái, mình zoom màn hình lên cao đi. Giữ và di chuột trái. Đó. Mình sẽ được một nhóm nữa, giả sử để thẳng sang bên kia. Hơi thừa mũi tên, thôi mình để sang đây vậy. Bạn cứ làm lần lượt từ trên xuống dưới. Có thể không cần ở đây nữa, mình sẽ xóa, chưa cần copy vội bên này, cũng hướng dẫn bạn copy sang bên kia. Ở đây để, ở đây, để đây đã. Ctrl Z xóa quay lại đúng không? Đây thì mình sẽ gì ạ? Copy, giả sử copy hai này. Đó. Giả sử vẽ thêm hình chữ nhật ở dưới để mình copy theo cặp luôn nhá. Giữ Ctrl G. Đó. Vẽ như thế này, đừng quan tâm đến nhánh bên kia, quan tâm nhánh bên này đã. Ở đây mình sẽ copy một, giữ Ctrl chọn mũi tên này, chọn hình này, chọn mũi tên, sau đó gì ạ? Chọn hình tiếp. Và group nó lại thành một nhóm, format group. Chọn group. Ở đây cô một nhóm như thế này, đây có hai hình, cô copy thành một nhóm nữa. Hai hình nữa là thành bốn, tất cả là có bảy hình mà được bốn rồi đúng không? Giữ phím Ctrl và di chuột nha. Đó. Phím Ctrl này đang bị sao? Trong cái hình này có vẻ chưa bằng được hình trên, mình sẽ kéo to cả nhóm, phóng to ra. À, bằng rồi, lúc nãy mình copy rồi mà đúng không? Đó, vì cô để chưa thẳng thôi. Giữ Ctrl di chuột tại viền. Đó. Phím Ctrl lúc nãy là sao đúng không? Thả chuột. Đó. Từ hai hình mình nhân lên thành bốn hình, bạn có thể zoom nhỏ màn hình lại để thấy. Hai hình thành bốn hình. Đó. Hai hình thành bốn hình rồi. Thế bây giờ mình lại copy thêm gì ạ? Hai hình nữa là thành sáu hình, nhưng mình muốn copy ba hình nữa là thành bảy luôn. Format group chọn ungroup. Đó. Và tiếp theo có copy thêm ba hình nữa gắn với mũi tên, giữ control chọn một hình. Ở đây đang bị nhóm ở trên, mình phải ungroup thì mới chọn được. Ungroup. Tích vào group, ungroup. Tiếp theo là gì ạ? Mình sẽ copy thêm ba hình nữa. Ở đây sau cái hình hai hình này thì còn bốn hình đúng không? Thì có thêm ba hình nữa nhìn. Mũi tên và hình. Mũi tên, giữ control, chọn. Chọn, giữ control, chọn. Chọn, chọn ba hình và ba mũi tên. Sau đó group nó thành một nhóm cho an toàn, đúng không? Và tiếp theo gì ạ? Copy thành một nhóm nữa xuống dưới. Hơi chật quá đúng không? Thì mình có thể co nhỏ cái nhóm này lên, co nhỏ đều như thế này, sẽ nhỏ đều đó. Và lên trên mình cũng sẽ co nhỏ đều nhóm trên tương tự như vậy. Giả sử mình sẽ co nhỏ đều trước và mình xóa nhóm này đi, nhỡ gì xóa đúng không? Copy thành ba nhóm này, giữ Ctrl di chuột đó để xuống vị trí mình muốn, thả chuột. Đó là được 7 hình. Zoom nhỏ lại, đếm thử. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tóm lại đừng quan tâm phía bên này, đúng không? Xóa hết, bạn sẽ trình bày cho như thế cho cô. Đó. Sau đó tiếp theo mình sẽ gì ạ? Nhóm hai nhóm này lại thành một nhóm. Nãy mình ở đây chưa group lại đúng không? Mình đã ăn group bao giờ. Thế thì có thể dùng chổi quét được không? Home, chọn select object, quét, chọn 7 hình dưới. Đó, nhìn thấy chọn không? Group thử, sau đó di chuyển thử. Đi hết cả nhóm chưa? Rồi, căn Z quay lại. Đây, mình sẽ copy thành một nhóm như thế này. Tiếp theo, có ba nhóm như vậy, giữ căn chôn, di chuột tại viền. Thả sang đây, được một nhóm. Đúng không ạ? Tiếp theo là gì ạ? Di chuyển như vậy, nó đang bị dây hai nhóm. Ok, không vấn đề gì đâu, đúng không? Giữ control, nhấn tích mũi tên. Tiếp tục ở đây cũng vậy. Tích chọn nó. Giữ control, nhấn mũi tên. Nhấn phím mũi tên. Hoặc nhấn phím mũi tên bình thường cũng được, nó sẽ chạy nhanh hơn. Đó, hai nhóm rồi. Tiếp tục. Sẽ có thành tiếp theo là ba nhóm. Nhóm đầu tiên lúc nãy mình chưa có group mũi tên. Ở đây thì không cần mũi tên. Còn bây giờ bên cạnh, phía đằng sau cùng thì cần mũi tên. Là mình chọn nhóm to và chọn một cái mũi tên nhỏ và mình cẩn thận group lại để cho gì ạ, group thành nhóm. Giữ phím Ctrl di chuột thả sang bên này. Nhớ là gì ạ, giữ phím Ctrl di chuột, sau đó thả chuột trước, thả phím Ctrl sau. Đó, thả chuột trước, thả phím Ctrl sau. Hơi chật lề, đang bị dây ra ngoài, đúng không? Đó, xong thành một nhóm như vậy rồi. Ba nhóm như thế, cô phóng to màn hình lên cho bạn nhìn. Phóng to, nó đã bị tràn ra ngoài lề. Vì vậy, cô sẽ gì ạ? Group toàn bộ hình. Bạn chọn từng hình một hoặc là gì ạ? Kích chọn Home, Select, chọn Select Object. Cô làm được thì bạn cũng làm được. Nghĩa là trên Office 2016 có thể dùng chuột này để quét. Quét hết thành một nhóm. Như thế này được rồi. Zoom nhỏ màn hình, không nhìn thấy, không cho group. Zoom nhỏ màn hình lại, bạn select, chọn select object. Quét lại một lần cuối. Cứ to trùng vào trang lên. Đó, mình cảm thấy lại chọn thành một nhóm rồi. Format group, chọn group. Group thành một nhóm rồi. Sau đó mình sẽ gì ạ? Co theo chiều ngang. Nhỏ sát vào lề. Nhìn thấy lề mình đủ là được. Đó, và khi mà mình co nhỏ lại thì mình sẽ co nhỏ đều. Tiếp tục bạn phóng to màn hình lên. Và gì ạ? Bạn thấy một hình rất là đầy đủ. Tuy nhiên ở đây trên này vẫn hơi xấu, đúng không? Mình sẽ ungroup, đó, để chỉnh lại. Ở đây giả sử mũi tên chưa được chính giữa hình, thì mình sẽ di chuyển lại, chỉnh vào giữa hình. Nhấn phím mũi tên sẽ gì ạ? Chạy nhanh. Nhấn phím mũi tên trên bàn phím, mũi tên sẽ chạy nhanh. Tuy nhiên mình muốn chậm thì mình sẽ gì? Giữ Ctrl, nhấn phím mũi tên. Ở đây cũng vậy, mũi tên này hơi ngắn, sẽ gì ạ? Giữ shift, nhấn gì ạ? Giữ shift và di chuột cho mũi tên dài ra một xíu. Xong. Đó. Khi ở đây đến đây cũng vậy, giữ shift, nhấn mũi tên, kích chuột tại đây biến thành mũi tên hai chiều kéo sang phải. Đó. Và ở đây chưa cân chính giữa, sẽ di chuyển con trỏ về chính giữa, di chuyển mũi tên, giữ phím Ctrl kích chuột hoặc là nhấn phím mũi tên trên bàn phím. Bạn nên sử dụng bàn phím nhiều hơn dùng chuột, việc làm của bạn sẽ nhanh hơn. Ok, xong rồi, muốn đạt điểm cao thì phải gì? Select và select toàn bộ hình. Muốn vậy, phải zoom nhỏ màn hình lại để có thể nhìn bao quát được toàn bộ nó. Select, Home, Select, Select Object, quét. Thả chuột, nhìn chọn được rồi. Format, Group. Chọn Group, xong. Phóng to màn hình lên. Đây chính là bài của mình. Và công việc tiếp theo là bạn có thể sửa text hoặc bạn sửa text trước. Đó, co nhỏ lại. Hình phải nằm trong lề. Bài này rất dễ, đúng không? Và rất nhanh. Đầu tiên vẽ hai hình, một hình copy thành hai, sau đó vẽ mũi tên, sau đó gì ạ? Vẽ từng hình, sau đó nhóm từng nhóm nhỏ. Nhóm là làm home, select, select object, quét xong đó. Quét xong nhóm là gì ạ? Chọn format, chọn group. Thế là xong, và sao chép chép cả nhóm. Ok, đúng không ạ? Có thể gì ạ? Bạn sẽ nghe một vài lần để thấu hiểu được, và đến đoạn nào cảm thấy khó thì dừng lại và tua lại. Cảm ơn các bạn.